Sau cuộc chiến tranh xảy ra giữa đảo Heo và đảo Chim thì bây giờ những cư dân trên đảo Chim đã có thể di chuyển nhanh hơn với những phương tiện là cái chạng ná và đệm nhảy lò xo. Khắp nơi trong ngôi làng là hình ảnh của Red, giờ đây cậu ta đã trở thành idol của giới trẻ. Một vị anh hùng của mọi người trên đảo Chim, nhưng ba người bạn vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động từ đảo Heo thì một chiếc bánh kem lập tức bay tới vị trí bọn họ. Thì ra Leonard cùng đồng bọn đang dùng chạng ná tấn công đảo Chim khiến ba người bạn sôi máu. Nước sông mà dám phạm nước giếng thì họ lập tức trả đòn tấn công bằng một lọ tương ớt. Leonard thấy thế liền dùng một chiếc kính lúp siêu lớn của mình để đốt vỡ những quả bóng bay của cư dân trên đảo Chim và cả ngôi nhà bằng hơi. Thế là bộ ba liền phản đòn với sự tham gia của Terence. Họ lấy đà nhảy xuống biển để tạo ra một cơn sóng thần đi tới đảo Heo và đánh bay cả một căn nhà. Leonard cũng không phải dạng vừa khi cùng đồng bọn dùng khinh khí cầu bay tới để thả xuống bãi biển là hàng ngàn con cua và thong thả rời đi. Hắn ta đang cười hả hê khi thấy cả bãi biển trở nên hỗn loạn thì bỗng nhiên có một tảng băng lớn bay tới đảo Heo. Nó xuất phát từ hòn đảo khác toàn băng tuyết. Lúc này ba người bạn nhìn thấy quả bóng bay của đảo Heo bay tới, kèm theo đó là một lá thư đề nghị đình chiến của Leonard. Khi Red vừa vứt tờ giấy đó đi thì lại có thêm một lá thư khác bay tới. Lại tiếp tục là một lá thư yêu cầu đình chiến. Bây giờ cả bọn mới nhận ra có cả hàng trăm lá thư đang được gửi đến đảo Chim, những người dân vui mừng vì chiến tranh đã kết thúc. Nhưng duy nhất Red vẫn đang nghi ngờ vì sợ đó chỉ là một cú lừa. Thêm một lý do để Red đưa ra nhận định này là anh lo sợ mình không còn được tôn vinh. Nếu không còn chiến tranh với đảo Heo nữa thì một Red cô đơn hay cáo kỉnh sẽ trở lại với một ngày xưa buồn bã. Thế là Chuck và Bom liền đưa cậu tới một nơi để thư giãn. Vừa đi vừa chọc cười cho cậu ta bớt overthinking, lúc này bên bờ biển có ba chú chim nhỏ đang chơi trò giải cứu những quả trứng. Nhưng chú chim đóng vai Red lại luôn gọi nhầm những quả trứng là đá vì thực sự chúng đang là đá mà. Thấy vậy một trong số chúng liền lao vào nhà lấy những quả trứng thật ra, thì ra chúng đều là con của Terence và cô Matilda. Nhưng bất ngờ sóng biển đã kéo những quả trứng ra ngoài. Trong khi đó, bên đảo Heo đang nghiên cứu viên đạn băng này và có cả những bức hình họ chụp được từ hòn đảo băng đó. Đây là Zeta, người anh chị em cùng cha khác ông nội với Zeta trong bình nguyên vô tận. Bà ta là thủ lĩnh trên hòn đảo băng này. Có thể thấy mọi thứ trên hòn đảo đều bị đóng băng lại khiến việc sinh hoạt trở nên vô cùng khó khăn. Ngay cả việc dắt chó đi chơi cũng là một vấn đề lớn. Miếng ăn tới miệng mà còn bị con boss ở nhà cướp lấy. Đó chính là lý do bà ta muốn tấn công đảo Heo để tìm một cuộc sống dễ dàng hơn. Mặt khác, ba người bạn đã tới một nơi được gọi là hẹn hò chớp nhoáng, hay còn được hiểu là chương trình ghép đôi thần tốc. Chuck và Bom nhanh chóng vào việc, còn Red có vẻ khá là gượng gạo. Vì đúng là những người bạn ép cậu tới đây mà. Sau một hồi hẹn hò thì ai cũng đã có đôi có cặp, chỉ riêng Red lại bất hòa với một cô gái. Red cau có rời đi thì thấy những bảng hiệu của mình đang được thay thế bằng bảng hiệu đình chiến. Trở về nhà, Red buồn bã tới mức ăn không ngon ngủ không yên. Cậu đang suy thì bỗng nhiên có ai đó tới gõ cửa nhà cậu. Red bò trườn tới mở thì ngạc nhiên khi nhìn thấy Leonard, khiến Red hoảng hốt tới nỗi đập vỡ cả tấm gương vào mặt hắn ta. Tiếp theo là dùng kệ sách để ngăn ông ta đi vào nhà và phương án cuối cùng là trói Leonard lại. Thấy Red không chịu nghe mình nói thì bây giờ Leonard mới tiết lộ về hòn đảo thứ ba đang có ý định tiêu diệt tất cả bọn họ, bằng chứng là việc liên tục xuất hiện những viên đạn băng. Nói xong hắn ta liền điều động đội 6 xuất hiện. Không biết từ khi nào họ đã ở trong mọi ngóc ngách nhà của Red, họ đưa cho cậu xem những tấm hình từ hòn đảo thứ ba hay còn gọi là đảo Đại Bàng. Leonard đề nghị cùng hợp tác để cứu cả hai hòn đảo trước sự tấn công của phe thứ ba. Khi đồng ý hợp tác, cả hai lại giành nhau vị trí người chỉ huy. Rồi bọn họ quyết định sẽ cần phải tìm thêm thành viên cho phi vụ. Lúc này Bom với những sự cố cậu gây ra thì đang bị cấm túc bởi mẹ của mình. Nhưng nhanh chóng được Red và Leonard tới giải cứu với vai trò là chuyên gia thuốc nổ và nhanh chóng chạy thoát trước khi mẹ cậu ta phát hiện. Tiếp theo họ tìm đến Chuck để lập đội, nhưng trước khi gặp mọi người thì cậu ta đã hoàn thành xong bữa sáng và tập thể dục một cách nhanh chóng chỉ trong một hồi chuông của Red. Chuck sẽ đóng vai trò là quỷ tốc độ và tác phẩm sau lưng của Leonard cũng chính do Chuck gây ra. Người cuối cùng họ tìm đến là vị đại bàng khá vụng về. Ông ta vừa nghe tới cái tên đảo Đại Bàng thì đã hoảng hốt chạy mất cả dép. Bây giờ cả nhóm mới nhận ra điều cần thiết lúc này chính là một phù thủy kỹ sư. Thế là Chuck liền nhanh nhảu bảo mình có một người hội tụ đầy đủ các điều kiện đó, cô em gái của cậu tên là Silver. Sau đó cả nhóm tới ngôi trường của Silver đang học, nhưng Chuck cũng không quên cảnh báo Red đừng có mà phải lòng em gái của cậu. Trong khi đó, Silver đang đứng lớp giảng bài cho sinh viên của mình về những sợi dây siêu bền mà cô nghiên cứu được, nhưng có vẻ chẳng mấy ai quan tâm. Khi vừa gặp mặt, Red nhận ra mình đã gặp Silver tại tối buổi hẹn hò chớp nhoáng đó.
cô thẳng thừng bỏ qua Red rồi tới bắt tay chào hỏi Leonard và Bong. Cô nàng cũng vô cùng khiêm tốn khi chỉ khoe những tấm bằng và thành tựu của mình trước mặt Red. Lúc này bên ngoài biển ba đứa nhóc đang trên con thuyền tự chế để tìm lại ba quả trứng. Khi đã tìm lại được trứng thì cả bọn không ngờ rằng chúng đang trên một con cá voi siêu to khổng lồ. Nó phun một cột nước khiến ba quả trứng nằm gọn trên đám mây. Mặt khác trên đỉnh núi Đại Bàng thì Red và Leonard đang đứng thuyết trình cho kế hoạch sắp tới. Trong đội còn có cả Connie là trợ lý của Leonard. Leonard nhanh chóng cho mọi người thấy hình ảnh của thủ lĩnh đảo Đại Bàng mà ông ta đã chụp được. À nhầm, đây mới đúng nè. Vị Đại Bàng vừa nhìn thấy thì lập tức sợ hãi hét lên thảm thiết. Có vẻ lai lịch của bà ta không phải dạng vừa khi có thể khiến cho Đại Bàng vĩ đại phải toát mồ hôi hột. Trong lúc bối rối, ổng vô tình để lộ ra bản đồ đảo Đại Bàng. Nhưng bỗng nhiên cả bọn nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Ra ngoài nhìn lên thì đó là một viên đạn băng đang bay tới chỗ bọn họ. Nó nhanh chóng đánh sập đỉnh núi Đại Bàng khiến cả bọn Zeta vui mừng xem đi xem lại. Đội của Red may mắn có vị Đại Bàng trở đi nhưng bất cẩn đâm trúng ngọn núi đá khiến cả bọn rơi xuống. Red cùng mọi người nhanh trí cầm các góc của bản đồ tạo thành một chiếc dù để lách qua các vách núi. Nhưng tấm bản đồ cũng có giới hạn nên đang dần đứt ra. Silver này số tính toán liền bỏ tay ra và dùng dây buộc tóc của mình kịp thời cột lại vị trí rách của tấm bản đồ để giúp mọi người tiếp đất an toàn. Nhưng Silver vô tình ngã chồng lên người của Red khiến cả hai ngại ngùng trước mọi người. Vị Đại Bàng nức nở vì ngọn núi của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Những người dân trong đảo bắt đầu nhận thấy có điều chẳng lành sắp ập đến. Thế là Red cùng mọi người nhanh chóng xuất hiện để trấn an mọi người trên đảo rằng họ sẽ xử lý chuyện này. Sau đó cả đám ra bến đậu thì từ dưới nước ngoi lên một chiếc tàu ngầm nhỏ nhỏ xinh xinh. Khi Red đang thắc mắc về kích thước của nó thì Leonard mới cho nổi hết phần thân của con tàu lên khiến cả đội và những cư dân đảo chim há hốc mồm kinh ngạc. Trước khi vào con tàu, Red nhìn lại những hy vọng từ mọi người về mình để lấy thêm động lực. Sau đó họ nhanh chóng khởi hành tới đảo Đại Bàng. Trên chuyến tàu, Leonard giới thiệu với mọi người về bậc thầy thiết bị của mình. Ông ấy là Gary và yêu cầu mọi người đi theo mình tới phòng thí nghiệm. Tại đây có các thiết bị với nhiều sáng chế đang được thử nghiệm. Thậm chí còn có cả bình xịt giúp tàn hình. Trong lúc Gary đang lơ là thì Bong và Chuck đã thoa một thứ dịch nhầy lên người. Gary tiết lộ đó chính là gỉ mũi của heo khiến cả hai mới tá hỏa kinh hãi. Tiếp theo, Gary giới thiệu với mọi người về thiết bị có thể phát hiện ra Đại Bàng trong bán kính 30,5m. Chỉ cần nhấn nút bên trên thì nó sẽ đi vào hoạt động. Cùng lúc đó, ở ngoài biển ba chú chim nhỏ vẫn đang loay hoay tìm cách lấy lại ba quả trứng thì hai trong số chúng liền nảy ra một ý tưởng. Chúng sẽ thổi một đứa thành chiếc bóng bay để bay lên. Nhưng khi gần lấy được những quả trứng thì lại bay vụt qua mất. Thậm chí ba chú chim nhỏ còn bị bay ra khỏi trái đất, ra tới tít tận ngoài không gian cơ. May mà chúng bị mắc trúng một chiếc vệ tinh nên mới có thể quay trở về trái đất. Trong lúc rơi, cả ba nhanh chóng bốc cháy và ngã xuống nhánh cây trên hòn đảo nhỏ rồi bay ngược lên để mỗi đứa tóm một quả trứng. Nhưng khi xuống tới mặt đất thì ba quả trứng đã nằm gọn trên người của một con rắn đang ngủ. Thế là từ xa chỉ nghe nhiều tiếng bục bục phát ra trên hòn đảo và rồi ba chú chim nhỏ đã làm gỏi luôn con rắn để lấy lại ba quả trứng. Trong khi đó, tại đảo Đại Bàng thì Zeta đang thực hiện những thử nghiệm mới của mình. Bà ta tính tạo ra những quả cầu đựng dung nham núi lửa nhưng vẫn chưa thể thành công nên bà ta nhanh chóng ép vị kỹ sư của mình phải làm việc nhiều hơn. Cùng lúc đó, đội của Red đã cập bến đến đảo Đại Bàng, cả bọn ngầu đét trong bộ trang phục mùa đông ấm áp. Nhưng mới ngầu được tí thì cả bọn đã thi nhau trượt chân xuống con tàu. Lúc này vị Đại Bàng vẫn đang sợ hãi điều gì đó mà không chịu bước chân khỏi con tàu. Bây giờ ông mới tiết lộ thủ lĩnh đảo Đại Bàng chính là vị hôn thê của ông nhiều năm về trước. Khi đó cả hai tình cờ gặp nhau tại trường học và tình yêu giữa họ nhanh chóng chớm nở. Họ đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió thử thách nhưng vào ngày cưới ông đã làm một thằng hèn khi bỏ rơi Zeta. Ông tự nhận mình là một thằng đàn bà rồi bảo mình quên chưa nhấn nút nồi cơm ở nhà và bay đi bỏ lại mọi người. Lúc này cả nhóm đang nảy ra ý tưởng sẽ ngụy trang thành một con Đại Bàng. Nhưng lại không đủ chỗ cho Red nên cậu lại cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cậu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Thế là người thành công luôn có lối đi riêng khi Red quyết định sẽ tự mình hành động. Bất ngờ Silver chọn ở lại để đi cùng cậu, cả hai cùng nhau leo lên vách núi tới vị trí cỗ máy của đảo Đại Bàng. Trong khi đó, những thành viên còn lại đã hóa trang thành công và đang từng bước làm chủ bộ đồ Đại Bàng này. Cả bọn đi tới cánh cửa thỏa thuận với hai tên lính gác. Một tên thấy có điều bất thường liền tiến lại kiểm tra. Khi cả bọn đang lo sợ sẽ bị phát hiện thì tên lính gác lại cho rằng họ là một tên lính mới, thế là cả bọn mới dám thở phào. Sau đó họ đã được đi vào trong một cách dễ dàng, mặt khác Red và Silver đã tiếp cận được chiếc ống của siêu vũ khí. Red nhanh chóng phát hiện ra nguồn điện của cỗ máy và bảo mình sẽ tự cắt dây. Nhưng không dễ dàng gì khi bên trong có rất nhiều lính canh,
Silver đang giải thích thì Red đã một mình nhảy xuống trong khi đầu dây còn lại thì không kẹp vào một chỗ cố định. Thế là Silver bất đắc dĩ phải kẹp đầu dây còn lại vào và nhảy xuống cùng. Nhưng xuống được nửa chừng thì lại hết dây, thế là Silver đành kéo Red vào nơi an toàn. Red cố nhảy sang bên đối diện để tránh mặt Silver thì lại trượt tay quay lại, lần thứ hai vẫn chưa thể thành công. Tiếp lần thứ ba cũng vậy. Tới lần thứ tư thì Silver đã đạp mông Red tới nhưng cô cũng đã sang bên kia cùng. Red vô tình làm rơi chiếc lông vũ của mình xuống thì Silver liền tự mình lao xuống bắt chiếc lông. Thế là Red liền chạy theo đường vòng xuống đón cô trước khi chiếc lông gần như chạm tới tên lính canh. Trong khi đó, Red đang tự mình cắt đứt nguồn điện nhưng thực chất nó chỉ là nguồn điện của chiếc lò vi sóng. Hệ thống báo động liền kêu lên và một con đại bàng với cơ bụng 80 múi xuất hiện để bắt Red và Silver. Trong khi đó, đội còn lại đang cố gắng xâm nhập vào cánh cửa khác nhưng liên tục nhập sai mật khẩu nên hệ thống báo động đã vang lên làm cả bọn phải tìm chỗ trốn. Họ nhìn thấy chiếc thẻ có thể mở khóa cánh cửa nên đã theo chân một tên lính canh vào nhà vệ sinh, cố với tay lấy tấm thẻ thì bị vướng bởi tấm ngăn. Cả bọn lùi ra sau để từ từ đổi hướng sang bên khác, Chắc đảm nhiệm vai trò giả vờ đi tè khiến gã bên cạnh trở nên kinh hãi. Khi hắn rời đi, Chắc đã lấy được tấm thẻ và vô tình làm tên lính canh đập đầu vào bồn cầu mấy cái khiến hắn ta ngất xỉu. Thế là họ thành công lấy được tấm thẻ. Trong khi đó, ba chú chim nhỏ đã trôi dạt tới một hòn đảo. Chúng đang vui mừng với mùi đất vì tưởng đã tới được đảo chim thì ba chú heo con xuất hiện nói đây là đảo heo. Còn đảo chim là ở bên kia kìa. Nhưng không sao khi cả bọn đã được ba chú heo cho đi nhờ bằng chiếc khinh khí cầu. Cùng lúc đó, đội lấy được tấm thẻ đã đi vào đúng căn phòng có chứa siêu vũ khí của đảo Đại Bàng. Cả bọn nhôn nháo muốn chiêm ngưỡng khiến một tên lính canh bắt đầu để ý. Ai ngờ hắn ta tưởng họ muốn solo nhảy tự do với hắn nên đã biểu diễn vài đường hip hop. Cả bọn ngơ ngác nhận thấy hắn ta đang thách đấu mình nên cũng đáp trả bằng vài đường cơ bản. Không khí ngày càng nóng lên khi tên lính canh đã gọi thêm đồng đội tham gia. Lúc này Chắc nhìn lên thấy Red và Silver đang bị bắt giữ. Nên cậu liền tăng tốc để đi giải cứu bạn thì lại làm rách mất bộ đồ. May mà đám lính canh đang chiêu theo điệu nhảy mới không bị phát hiện. Cả bọn lặng lẽ lùi bước về sau để thấy rõ hơn và trốn mất tăm. Sau đó, Red mơ màng tỉnh dậy và thấy mình với Silver đã bị trói lại. Zeta xuất hiện và cho thuộc hạ bật TV lên, nói rõ với hai người về kế hoạch chiếm lấy hai hòn đảo chim và đảo heo để biến chúng thành thiên đường của bà ta. Zeta cho tên kỹ sư của mình bắt đầu bắn những viên đạn dung nham tới đảo heo, và đảo chim cũng không thoát khỏi đợt tấn công này. Lũ đại bàng thấy thế liền khoái chí vui mừng. Trong khi đó, vị đại bàng quyền năng đã trở về ngôi nhà đổ nát của mình. Ông ta đang tận hưởng bữa ăn thì vô tình nhìn thấy những tấm ảnh ngày xưa với Zeta. Mặt khác, Red đã thành thật với Silver vì cậu lo sợ không còn là anh hùng nữa thì mọi người sẽ ngừng thích cậu nên cậu đã đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Trong lúc này, Zeta đang lên kế hoạch cho cuộc tổng tấn công cùng cư dân của mình. Silver cũng kịp tìm cách để thoát ra bằng việc cho xì hơi cái phao. Nhưng kỹ sư của Zeta đã bắt đầu thiết lập cỗ máy trong 10 phút đếm ngược. Đội còn lại cũng đã tìm thấy vị trí mà Red và Silver đang mắc kẹt. Giờ đây cả bọn phải cùng nhau lên kế hoạch phá hủy cỗ máy trước khi nó khai hỏa. Thế là Red quyết định sẽ để Silver lên lãnh đạo phi vụ này thay mình. Silver nhanh chóng chỉ ra điểm trọng yếu cần phá hủy của cỗ máy, nhưng trước tiên là phải hạ gục được đám lính canh bên dưới. Chuyện này sẽ nhờ đến tay của Bom, còn Chắc sẽ dùng tốc độ của mình để vô hiệu hóa các camera. Red và Silver sẽ chui vào trong những quả bóng. Đội heo sẽ tìm cách gạt cái cần gạt đó xuống để giúp Red và Silver rơi thẳng xuống siêu vũ khí và phá hủy nó. Kế hoạch đã có và cả bọn liền chắp tay nhau để bắt đầu hành động. Chắc nhanh chóng lôi vũ khí bí mật ra là tệp giấy nhớ và những chiếc bút màu. Cậu sẽ vẽ lên chúng để che đi những cái camera an ninh. Thậm chí còn dán cả mắt hai tên giám sát camera khi nào không hay. Trong khi đó, Red và Silver đang đi theo đường ống thông gió thì ngỡ ngàng nhìn thấy chú hải cẩu đang hẹn hò với chú cún của Zeta. Còn nhóm của Leonard thì đang co mình đi qua những vách núi và tránh những ống dung nham nóng chảy để tìm tới cái cần gạt. Bom thì cứ tưởng mình đang lén lút như một nhẫn giả nhưng sự thật lại đang là trò cười trước mặt của đám lính canh. Lúc này Silver thông báo họ đã set cắp xong đội hình và bảo Bom hành động. Nhưng cô đâu ngờ Bom lại rủ cả bọn đi quẩy và uống bia. Thậm chí gã kỹ sư cũng đang cháy hết mình với điệu nhảy Baby Shark. Mặt khác, một thuộc hạ đã thông báo cho Zeta về việc Red và Silver đã trốn thoát. Thế là bà ta liền thông báo trên loa làm đám lính canh phải quay trở lại công việc. Red và Silver sau khi canh chuẩn thời cơ đã thành công nhảy vào được quả bóng băng. Cả hai lăn né khỏi ống bơm dung nham núi lửa rồi cùng lăn xuống dưới theo đường ray. Đội Leonard với bộ đồ trượt băng đã tới vị trí cái cần gạt nhưng Gary lại bất cần bị cuốn mất bởi một quả bóng. Thời gian đếm ngược lúc này chỉ còn 2 phút nên Courtney phải dùng cái tai nghe của mình để quấn vào cái cần gạt, giúp cả hai trèo lên để gạt nó xuống nhưng họ đâu ngờ cái cần gạt sẽ bị gãy.
Chuck nhanh chóng lấy chiếc ba lô của Gary có thiết bị cần thiết cho Leonard, nhưng do đường trơn quá nên cậu đã bị ngã sấp mặt. Leonard may mắn bắt được thiết bị và ném cho Cauthier. Đặt đúng vị trí, Red và Silver đi qua để giúp đẩy quả cầu đi lên đúng quỹ đạo. Mọi chuyện đang đi đúng hướng ngoại trừ việc trượt qua cỗ máy một chút nên không thể phá hủy được nó. Ngay sau đó cả bọn đã bị lính canh tóm lại. Zeta đang chuẩn bị nhấn nút thì bỗng nhiên người yêu cũ xuất hiện và ăn năn về những hành động tồi tệ mà mình đã đối xử với bà ấy. Vị đại bàng cầu xin Zeta hãy trừng phạt mình thay cho hai hòn đảo. Giờ đây mọi người mới biết tên thật của ông là Ethan. Chắc nhân lúc không ai để ý liền đi ra sau cỗ máy và dùng những sợi dây siêu bền của Silver để cột đầu bắn đạn của cỗ máy lại. Lúc này Zeta mới tiết lộ thêm đây chính là con gái giữa bà và Ethan khiến ai nấy đều há hốc mồm. Sau khi giận dữ giải thích xong thì bà ta liên tục dậm chân lên cái nút của cỗ máy. Hàng loạt viên đạn bay ra đều được giữ bởi sợi dây siêu bền, nhưng cũng không thể chịu nổi mà bắt đầu đứt ra thì đã có ba chú chim nhỏ tới giữ kịp thời. Khi chúng tuột ra thì tới lượt ba chú lợn con trợ giúp. Thế là toàn bộ những viên đạn bắt đầu chạy ngược trở lại khiến cả bọn nhanh chân chạy khỏi căn phòng. Cỗ máy liền phát nổ và kéo sập cả ngọn núi nhưng cả bọn đã may mắn thoát ra kịp thời. Chú cún vừa mới được tự do thì lại tiếp tục bị đóng băng thêm một lần nữa. Zeta nhìn thấy chân con gái bị kẹt trong miếng sắt thì cứ nghĩ chuyện xấu đã xảy ra, nhưng bà ta đâu ngờ Ethan đã đỡ cho cô bé và tỉnh dậy trong sự vui mừng của hai người. Sau đó ông khoe ba hình xăm trên cơ thể mình cho Zeta xem và cả chiếc nhẫn ngày xưa để cầu xin sự tha thứ từ Zeta. Sau tất cả mình lại trở về với nhau. Ethan và Zeta đã nối lại tình xưa nghĩa cũ và tổ chức một buổi đám cưới trọng đại, còn Red thì tiếp tục được mọi người tung hô như một vị anh hùng. Nhưng bây giờ cậu đã biết cách khiêm tốn và tuyên bố mọi công sức đều nhờ Silver, kèm theo đó là những người bạn trong đội của mình. Gary cũng không quên tạc ra một bức tượng của những vị anh hùng. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi bây giờ ba chú chim nhỏ mới phát hiện ra chúng đã lấy lộn trứng. Rắn mẹ nhanh chóng xuất hiện khiến cả ba há hốc mồm. Dưới ánh nhìn chăm chú của rắn mẹ thì ba thanh niên sợ hãi nuốt nước bọt. Sau đó chúng lấy ra ba con rắn con để thực hiện một cuộc trao đổi. Rắn về nhà rắn còn chim về nhà chim, hai bên đã tìm lại được người thân của mình. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé!